Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng gặp phá game đầu tiên nha. Big guy, sit in here. Let's go. Anh chàng này thì cần một hộp cứu thương. Bây giờ mình sẽ lên đấy. Let's go. Custom gas đã xuất hiện. Ok. Flag. Let's go. Rồi mình sẽ mở cửa đằng sau ra. Ở đằng sau thì bị khóa bằng chiếc chìa khóa bằng lưu cây. Ok. Wow, anh ta đang ở đây luôn rồi. Oh, green cây. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Oh, green sky. Tiếp tục xuống là. Như anh ta đang gần đây. Oh my god. Let's go. Lại lên trên thôi. Các bạn sẽ dùng cái này để cắt hết những đường điện ở lên trên này nào. Let's go baby. Ok.
Đây, mình sẽ cắt đường điện đây. Wow. Không biết có chui được xuống đây không? Ok, được rồi. Mình đang ở tầng rồi. Oh my god. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ hai, Grandi Chapter 2. One day. Ồ, mình không thấy bà ta đâu. Chắc bà ta xuống rồi. Ok, mình đã tháo nước ở đây để tránh một con quái thú ở dưới nước. Ok, chuẩn thôi. Xem trong này có một khẩu súng không? Không có rồi. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Đi luôn. Oh my gosh. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Let's go. Ở tới game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 20 chiếc túi và tìm những con số, chữ số ghép vào và thành một cái bản đồ. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà ma rất là kinh khủng luôn. Các bạn tìm xong phòng đầu tiên thì các bạn sẽ chuyển tiếp sang phòng tiếp theo. Đây là con mắt để các bạn biết xem con ma nó đang ở đâu. Ok, chỗ này hết rồi. Tiếp tục sang đây. Một cái cửa. Rồi tiếp tục tìm nào.
Ờ, nó đang gần đây. Chắc là xuống dưới rồi, mình xem. Đang trên tầng 2. Thế thì bây giờ thì mình sẽ phải mò xuống tầng hầm. Ok, let's go. Cánh cửa này thì bị khóa rồi, không mở ra được. Đây có một chiếc túi sao? Đang gần đây. Wow. Ủa, đang leo mình. Chạy thôi. Ok. Khi các bạn vào trong một căn phòng nào đó thì các bạn sẽ không phải sợ gì cả, bởi vì nó sẽ không vào được bên trong ngôi nhà. Chỗ này không có gì. Rồi khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ quay lại tầng 1. Rồi các bạn hãy đi tìm tiếp. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tầng thứ 4. See you in here. Let's go. Help me. Help me. Ở đây thì có một chiếc chìa khóa, mình sẽ đặt nó lên. Ok. Bắt đầu mở cánh cửa ra vào. Đi thẳng. Sau đó xung quanh đây có một cái gì đó. Đây rồi, một chiếc kim. Sao làm sao? Chắc là phải mở cánh cửa ra. Một chiếc gì? Hiệu sách này có cái gì nè? Help me. Help me ở ngay gần đây. Mình sẽ đi này xem cái nào. Thank you.
Đây rồi, có một cô gái cần phải cứu. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5. Siren Grandi. Let's go, mở cửa ra nào. Biết bà ta có xuống đây không? Bà ta lăn xuống. Wow, chạy rất là nhanh. Ui, nhưng mà bà ta lại không nhìn thấy mình à? Bây giờ mình đi không biết bà ta có giết mình không. Let's go, let's go. Còn mình phải chạy thôi. Chắc là không nhìn thấy gì. Oh my god. Rõ là mình đến gần mà bà ta không làm gì. Và bây giờ khi mình quay đi để đến bắt thì bà ta sẽ giết mình. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sẵn cái tiếp theo. Trong này có một tòa nhà. Tòa nhà này thì bị mất ngói rồi. Cái này mình chưa cần nào. Thủ binh. Mình sẽ xem khẩu súng ở gần đây không. Ngay chỗ này có một điểm gì đó.
Đây rồi. Ok, sau đó thì mình sẽ quay lại. Đây là một cống nhỏ. Đây rồi, đã hoàn toàn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Glandy Chapter 1 Developer. One day. Let's go. Tiếp tục đi sâu về trong. Oh my god, bà ta xuống rất là nhanh. Không hiểu sao bà ta nghe tiếng nhanh vậy. Wow 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 wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. My wish. Wow.
Castoncast. Vâng, cậu ta đi rất là chậm. Đây là chiến thuật bất ngờ của cậu ta. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.